chủ hàng có thể kiểm tra đơn đã đẩy trên sàn SCX như khoảng cách điểm nhận giao, lộ trình của đơn hàng, cũng như thời gian dự kiến lên hàng và thời gian dự kiến giao hàng, đặc biệt là giá trần và giá đấu thầu của chuyến hàng.